thiệt. Thôi, tao chịu thua. Nhưng mà dù sao cũng có mấy tấm ảnh làm kỷ niệm, cho tao coi với. Coi đi. Ủa, đâu hết rồi? Ủa, hình đâu? Tao thấy gì hết vậy? Sao kỳ vậy? Coi lại coi. Trời ơi, tao quên mở thẻ. Mày rồi. Mày là hậu đậu quá rồi. Ủa quá à. Với những thành tích như trên, anh Thịnh và anh Phát được nhận giấy khen của công ty kèm theo số tiền là 10 triệu đồng. Đặc biệt anh Thịnh đang là xưởng trưởng xưởng may, được phân chức làm phó giám đốc phân xưởng sản xuất. Đề nghị chúng ta cho một tràng pháo tay qua hồ. Có đó có người nữa. Mày đứng nhập anh kìa. Dạ. Sau đây anh Thịnh sẽ đại diện lên nói vài cảm nghĩ khi nhận phần thưởng của công ty. Xin mời anh Thịnh. Mày lên đi. Dạ cảm ơn. Thưa quý vị lãnh đạo công ty, tôi rất vui mừng và hạnh phúc khi nhận được giấy khen cùng tiền thưởng của công ty. Tôi xin chân thành cảm ơn ba lãnh đạo một lần nữa. Và nhân đây tôi xin thay mặt anh em trong công ty để nói lên về suy nghĩ của mình. Xin đề nghị lên ba lãnh đạo công ty hãy tăng lương, giảm giờ làm và chăm lo cho đời sống của anh em nhiều hơn. Thưa ban lãnh đạo, thưa toàn thể anh em công ty, việc đề bạt nguyện vọng của anh em trong công ty là một việc làm hoàn toàn chính đáng. Tuy nhiên, có lẽ chúng ta nên để một cuộc họp khác. Hôm nay trong chương trình của chúng ta được sự bố trí rất là khích khao, cho nên thời gian không cho phép. Bây giờ xin ý kiến của ông giám đốc. Hôm nay bà chủ tịch hội đồng quản trị có vừa đột xuất vừa ra ngoài, cho nên sẽ hẹn là một ngày khác. Cuộc họp của chúng ta hôm nay coi như là chấm dứt. Đề nghị quân anh ạ. Mày định làm gì với số tiền này? Tao để dành thêm để mua cái máy vi tính. Cảm ơn anh nhiều. Dạ. Còn mày, mày tính làm gì? Tao sẽ ráng kiếm thêm để dành tiền mua chiếc xe gắn máy. Vậy giờ mình đi ha. Ừ, đi. Bây giờ. Dạ thưa giám đốc. Cô ngồi đi. Dạ. Tôi mời cậu lên đây để muốn nghe cậu nói. Tất cả những gì cậu phản ứng lúc nãy đều đúng, nhưng làm sao có thể làm theo yêu cầu của cậu được? Những yêu cầu đó chính đáng, nhưng mà công ty cũng phải đảm bảo kinh doanh có lãi. Liệu cậu có giải pháp gì không? Sao cậu? Dạ, nhất thời con chưa có ý kiến gì. Giám đốc cho con thời gian đi, con sẽ về viết bản báo cáo. Vậy thì tốt lắm. Viết xong rồi cậu đưa cho tôi coi nha. Cậu cũng biết rồi đó, cậu còn trẻ, có năng lực, suy nghĩ mạnh dạn như vậy là tốt. Có gì cậu cứ viết thoải mái, cậu đừng ngại. Dạ, con cảm ơn. Dạ,
Thưa giám đốc, con về. Cậu về đi. Athena, công ty này rất cần những người như cậu. Con cảm ơn giám đốc. Alo. Quả tình chúng tôi rất nể ông. Ông đã đóng góp nhiều cho nhà trường. Nhưng việc em Hồng Phương thuê người thi đã làm mà mỹ lên. Thậm chí có một tờ báo đã nêu đích danh. Chúng tôi buộc lòng phải kỷ luật em thật nặng nề để làm gương cho những em khác. Về việc kỷ luật con gái tôi thì tôi không có ý kiến gì. Thực ra trong việc này gia đình cũng có lỗi, vì đã không kìm cặp dạy dỗ em cho tốt. Vậy nhà trường định kỷ luật như thế nào ạ? Hội đồng nhà trường còn chưa thống nhất. Phần nhiều thầy cô thì cho rằng cần phải đuổi vĩnh viễn. Còn tôi thì thiên về đuổi một năm. Dù sao ông cũng là người. Tôi cảm ơn nhà ý của ông. Thôi việc đã như vậy thì cũng tùy nhà trường. Rất mong ông thông cảm. Đây là chuyện bất đắc dĩ. Tôi xin cảm ơn ông một lần nữa. Sống công nhân nữa. Cái thằng nó muốn làm loạn nè. Thằng nào? Tăng lương ở đâu? Ủa, nãy giờ em nói chị không nghe hả? Nghe chứ sao không. Nhưng thời gian này cứ để ông Long giải quyết đi. Tôi xem ông ấy tự tung tự tác đến cỡ nào. Chị ơi, nhưng em sợ á. Rồi, cô làm đi. Cô để ý xem họ còn giở trò gì nữa. Vậy nha. Dạ, chào chị. Ủa, má đi thăm ai vậy má? Mai thăm chị con. Chị con? Má tính cưới chị Ngọc cho anh hai hả má? Cưới cái gì? Chị Ngọc là chị ruột của con đó. Cái gì? Có thiệt không má? Thôi bây giờ đứa nào rảnh chở má đi. Con bài rồi, con sắp phải thi rồi má. Má ơi, má có chắc vậy không? Má kể con nghe đi. Thôi bây giờ chở má đi, rồi trên đường đi má kể. Đi, nhanh lên. Dạ. Đừng có nói lại với má nha ba. Việc này mà có thể giấu được má con sao? Ba không nói làm sao má biết được. Được rồi, nếu má con không biết thì ba cũng không nói. Nhưng mà con à. Dạ. Giai đoạn học hành là giai đoạn rất quan trọng. Nó hình thành đến nhân cách của con người. Thật lòng ba lo cho con lắm. Con cũng ân hận lắm. Nhưng mà ba cũng từng nói, đời người ai mà không một lần vấp ngã chứ. Quan trọng là mình có quyết tâm đứng dậy không mà. Cái chính là con thường giao du với những đứa không ra gì. Ba rất ân hận, là đến bây giờ ba mới biết. Ba chưa kịp nhắc nhở con. Nói cho cùng là ba má cũng có lỗi trong việc này. Ba, hay là nhân dịp này ba cho con đi du học với ba. Du học à? Dạ. Bây giờ con học ở trong nước, người ta sẽ chẳng bao giờ quên chuyện này của con đâu. Nếu như mà con được đi du học vài năm, con sẽ về làm cho ba.
Hả? Vậy là không còn ai nhắc tới chuyện này nữa. Nhưng mà liệu ra nước ngoài con có dự học hay không? Con hứa với ba mà, xin ba tin con. Ba, con hứa mà, ba tin con đi ba. Ba. Thôi được rồi, ba đồng ý. Nhưng con biết rồi đó, việc lớn như vậy má con mà không quyết thì ba cũng bó tay. Dạ con biết mà. Nếu như mà ba đồng ý thì má cũng sẽ đồng ý thôi. Thôi đi cô. Đỡ chưa con? Dạ con cũng đỡ nhiều rồi bác à. Nè, phải giữ gìn sức khỏe nha. Nè, bác đem xuống cho con nè. Dạ cảm ơn bác. Con sao mà thấy bệnh hoạn vậy? Sao không thấy má con đến thăm? Con không muốn làm phiền má con à. Sao lại nói như vậy? Con bỏ ba mẹ chứ đời nào mà mẹ lại bỏ con. Má ơi, Ngọc cũng đỡ rồi, bây giờ con chở má về. Con có hẹn với thầy làm bài luận văn rồi. Vậy hả? Thôi giờ bác về nha. Dạ. Nhớ giữ sức khỏe nha con. Dạ nha. Con cảm ơn bác. Mình về má ơi. Ừ. Thôi bác về. Dạ để con tiện bác thôi về. Được rồi, cứ ngồi đó. Anh về nghỉ nha. Ngơi đi. Chị. Gì vậy? Trời ơi. Chị có ba mẹ chồng tương lai chu đáo ghê ha. Trời ơi, quá trời đồ ăn luôn nè. Chị Ngọc chừng nào cưới? Ăn đi em. Mọi người ăn đi. Liệu tôi lớn tuổi rồi còn có thể được không? Dạ được cô. À, vẫn còn hy vọng mà. À vậy hả? Vậy thì tốt quá.